Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày đầu tuần, mưa có xu hướng xuất hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nhiều điểm có mưa to đến rất to, kèm theo các cảnh báo nguy hiểm như là tố lốc, gió giật và sạt lở đất đá. Quý vị cần chú ý đề phòng. Cụ thể ở miền Bắc, dưới tác động của vùng hội tụ gió, mưa xuất hiện diện rộng ở các tỉnh, vùng núi và trung du Bắc Bộ, với lượng mưa nhiều nơi sẽ lên tới từ 50-100mm, có nơi cao hơn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét hay là sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Do có mưa nên nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực vùng núi và trung du ở mức thấp, chỉ từ 29 đến 31 độ. Với khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội có mưa lác đác vài nơi và nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng là 31 tới 33 độ. Trong khi đó, dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới này và vùng xoáy thấp di chuyển từ biển vào đất liền, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Nhiệt độ ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận cũng như là khu vực Nam Bộ ở mức là từ 30 cho đến 32 độ, còn tại khu vực Tây Nguyên là 27 tới 29 độ. Trong khi ở các tỉnh, thành phố còn lại của miền Trung, vùng từ Quảng Trị trở ra đến Thanh Hóa thì ít mưa, trời nắng nên nhiệt độ tiếp tục cao 31 đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, toàn biển Đông bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên, mưa rào và dông còn diễn ra trên diện rộng ở giữa và Nam Biển Đông làm giảm tầm nhìn xa xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nên mọi hoạt động hàng hải và ngư dân đánh bắt cá trên biển cần hết sức chú ý đề phòng, nguy hiểm. Như vậy là trong hôm nay, mưa diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, từ Thừa Thiên Huế kéo dài đến tận mũi Cà Mau. Nhiều điểm có mưa to đến rất to.